Hôm nay mình sẽ chơi chung ba bốn con mình mua hết nè em ạ. Bắt đầu mình mới đổi skin đó. Đây là con màu đỏ mà mình hay chơi nè. Bây giờ đổi là con màu xanh nè. Còn đây là con màu trắng á. Rồi bây giờ mình vô trận. Đợi một chút nha bạn. Lâu quá bạn ơi. À, thấy đẹp không bạn? Này đẹp không? Quá đẹp vừa mới ấy. Mình chơi con màu trắng nha bạn. Bốn con mình mua hết nè. Mạnh yếu á, mạnh lắc không ạ? Mạnh như mạnh lắc luôn. Cho mấy con này né sao được chứ. À, này chạy nhanh nha bạn. Cú độ màu đỏ là địch nha bạn. Bắn dữ quá bạn ơi. Một kiêu. Thôi chén cay thế bạn ơi, cay lắm. Bây giờ mình sẽ chọn con màu đỏ. Vậy có màu hồng. Bên B đi. Bên B nè, hắn một kiêu này bên này nữa. Con này có chức năng này gì? Con này thì có chức năng là cản đạn á, mình nói với các bạn rồi á, các bạn còn nhớ không? Nè, à con này AFK nó không chơi nữa rồi. Nạp đạn đi, nạp đạn cho tí nữa để sẵn sàng. Rồi để bắn nè, đủ. À nằm độ. Hôm nay tự nhiên hát cái con màu đỏ mà ta. Mình đây nè. Từ mình biết rồi. Ừ, để thêm độ này. Bắn ấy á. Con này cũng dính. Con này là màu đỏ nè, con này nó yếu lắm rồi, thắng không? Gì? Kêu mình đã thắng rồi. Ủa, thắng rồi đó. Mà tại vì nó vậy thôi, tại có một người chơi nữa. Sắp kia rồi. Ủa, nó bị vậy ta? Lắc bị lắc đâu. Tại có một con mốt đang hồi sinh đó rồi, thắng rồi. Không biết mình hẹn gì đây.